Thôi xin chào cả nhà mình nhé. Sáng nay Toàn xin phép giao lưu cho anh em mình một cây hải châu nhé. Cây này tông dáng văn nhân nha anh em. Toàn đã đi kiểm nước một cơ bản rồi. Thì dòng này là dòng lá rí nhá, lá dài rí. Đó, trái chùm, trái rất là to nha. Dòng hải châu của Bình Định nha anh em. Đó. Đây, lá này, lá rí nè. Nhỏ xíu anh em thấy không? Nhỏ như lá me đó. Còn khi mà bản chất nút anh em mình nuôi sung thì lá nó sẽ như thế này. Đó, gọi là dòng lá dài rí nha. Đã dài rí nha anh em ha. Đọt non nó lên đây. Đây là đọt non. Cây nó như thế này nha. Còn quay một vòng cho anh em mình xem nha. Nó Toàn đã đi kiểm. Toàn đã đi kiểm như thế này. Trong một cái chậu này, chậu nhựa nha anh em ha. Và Toàn đang đôn đế như thế này. Đó, bộ rễ nó qua một bên như thế này nha. Toàn nuôi thì Toàn đi một cành qua phía này như thế này. Đó. Về anh em mình nuôi thêm này. Đó, anh em mình lót cành xuống này. Đó, cành xương, tại vì cành xương nó rất là dày nha. Đó, còn cái đọt này anh em cứ để cho nó ăn nắng nó to cái cành này lên. Tại vì cành số 1 lúc nào anh em mình phải để cho nó to hơn cái cành trên. Đó. Sau này nó to độ đúng lực rồi, chi cành nó nhiều rồi anh em mình mới bấm đọt chặn đọt nha. Đó. Đây, bộ đế thì nó ra đây, dưới này vẫn còn đế nha. Đó. Rễ đế này, rễ này, anh em thấy không? Rễ nó này, nếu mà khư ra này. Ở đây là Toàn chưa tưới để xói rễ, xói đế lên. Anh em mình xói bộ đế lên nó sẽ ra đế nha. Hiện tại bây giờ Toàn đắp lên cho nó mát cái bộ rễ thôi. Đó. Thì về cành xương này rất là dày nha, lá thì nhỏ nha. Anh em nhìn nè, không? Cành xương nó phía dưới chỉ nhìn lên nha. Đó, nó dày cu hết rồi. Những cái thằng nào nó không đúng vị trí thì cắt bỏ thôi. Cho cái cây nó nhìn thoáng nha anh em ha. Tại vì bây giờ cành xương nó ra nhiều quá. Nhiều lúc mình không ấy. Đó, anh em mình có thể bỏ những cái vị trí như thế này để thái cái mặt tiền nó nè. Đó, xeo lên ngọn anh em mình lột xuống nữa là xong. Đó, anh em mình cắt nè. Ngọn bây giờ anh em mình chặn ngọn được luôn rồi nè. Đó, chặn ngọn đi. Đó, Toàn cắt tỉa sơ nè. Anh em mình sẽ nhìn thấy cái cây nó thoáng nha. Cây nó cũng ok rồi. Anh em mình cắt tỉa được không có gì hết. Cắt tỉa cho cái cành xương nó dày ra. Đó, sau khi cắt tỉa thì anh em mình thấy cái mặt tiền và cái bộ tán nó như thế này. Dáng cây này cây văn nhân nha anh em ha. Đó. Cái này thì Toàn xin phép giao lưu cho anh em mình là 350.000 nha. Toàn bao ship xuất khẩu toàn quốc cho anh em mình luôn. Đó. Yeah. Kích thước thì đây nó gần bằng ngón tay cái nha. Đó, anh em mình nhìn kích thước nó nha. Như ngón tay cái, xíu nữa là như ngón tay cái nha. Cao thì tầm khoảng là 40 cm. Cao tầm 35 đến 40 cm nha, 35 đến 40 cm nè. Đó. Nhìn bộ, nhìn từ trên nhìn xuống nè. Đó, lá nhỏ rí nha anh em. Lá rất là đẹp nha. Anh em mình nuôi cành nó như lá me không. Dòng này trái rất là to nha. Trái rất là to nha anh em. Một cây dáng văn nhân như thế này. Vậy nuôi anh em mình nuôi cái bộ xương này dày lên xíu nữa là ok. Cái cành một phía dưới á. Hoặc thậm chí anh em có thể bỏ luôn cành đó cũng được nha. Đó là tùy anh em mình thôi. Toàn để là Toàn nuôi muốn cái cành này nó dài một xíu cho nó khác biệt xíu, nhìn cho nó hay. 350k nha anh em, là chốt inbox Toàn nha. Hiện tại thì Toàn đang có một cái bộ sản phẩm mà nhà mình đang tự tạo ra, là một bộ sản phẩm kích rễ này nè. Đó là một bộ sản phẩm rootless này và root NBM này, dạng này dạng nước này, dạng này dạng bột này nha anh em ha. Đó thì combo này thì nó rất là ok cho cái việc anh em mình có thể dâm cành, chiết cành này đó, dưỡng bộ rễ này, phục hồi cây xíu này nha. Đó, có thể dâm được các loại cây con luôn này, ngâm hạt giống này, giúp rễ ra mạnh khỏe này. Đó, có thể bón lên lá giúp cây xanh này, tăng hấp thụ dinh dưỡng này, thò vào các vết cắt của nhánh bầu rễ kích ra rễ luôn nha, khôi phục bộ rễ hư này, ngộ độc mặn này, phèn này, thối rễ này. Đó, tăng cường hấp thu của rễ, giải độc hữu cơ này, kích thích cây ra rễ nhanh và mạnh này, cấp tốc này nha anh em ha. Đây là sản phẩm đặc quyền nha, trên này có số điện thoại của Toàn nha. Bonsai 77 nha anh em ha, xuống thoại Toàn đây, số Zalo Toàn đây nha anh em. Đó. Anh em mình dùng bộ sản phẩm này rất là ok nha. Cho việc chúng ta dưỡng cây vào, thứ nhất là vào mùa lạnh này, hoặc là vào mùa này là cây bắt đầu chuẩn bị chỉ chịu. Sang thu thì cây sẽ bắt đầu mọc mầm mọc lá lên, thì nó sẽ phát cần cái đủ cái độ dinh dưỡng để phát triển bộ rễ cây, phát triển chi cành xương như thế này nha anh em ha.
Thứ hai nữa thì vừa rồi nó kết thúc cái mùa mưa thì nó sẽ có hiện tượng gọi là bị bệnh đốm lá và rỉ sét nha anh em ha. Đó, chúng ta phải làm cho cái bộ rễ cây nó khỏe trước, sau đó chúng ta sẽ xử lý về lại xử lý vấn đề về cái bộ lá là phun B1 lên nữa thì cây nó khỏe và nó sẽ bị chống chọi được những cái bệnh đó. Đó, những bệnh như ví dụ giờ sương mai cũng à, hiện tượng bây giờ rất dễ bị sương mai nhé. Còn đối với bọ trĩ hoặc là các loại kia thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thôi. Đó, chúng ta phải sử dụng những dạng này, thuốc trừ sâu hay là những cái dạng sương mai rỉ sét này ha. Đó. Nhưng mà mình phòng ngừa bộ rễ cho mình nó khỏe trước đi thì cây nó sẽ khỏe nha, cây nó khỏe thì nó sẽ không bao giờ xảy ra những hiện tượng đó nha anh em ha. Đó. Rồi ok, đối với cây này thì 350.000 bao xuất xứ của toàn quốc anh em mình ha. Còn bộ combo như thế này thì một củ như này 35.000 hiện tại toàn đang sale. Nếu anh em mình mua lẻ trên thị trường hiện tại toàn đang bán TikTok, bán trên TikTok hoặc là bán lẻ như 50.000 một chai. Hàng này hàng độc quyền cho nên là toàn không có thị trường, nên là bán 50.000 một chai là chuyện bình thường thôi. Ở đây toàn bán 35.000 cộng với ship anh em ha. Còn kia 50.000 thì toàn bao ship, 50.000 một củ toàn bao ship. Nên anh em mình mua một củ như này 35.000 cộng với ship thì nó sẽ có khi nó lại rẻ hơn nha anh em ha. Tại khi toàn đóng gói này nó rất là nhẹ như thế này, nó xíu xíu thôi. Đó, đây là sáng nay toàn gói cho khách hàng này. Đó, toàn đang gói tạm thời hai đơn như thế này. Rồi, ok, toàn xin phép xuống video nhé. Anh em chốt cái cây Hải Châu Bình Định dòng lá rí này. Lá dài rí nha anh em ha. Dòng này rất là sai trái nha. Thì bóc toàn nha. Được trồng vào một trồng nhựa nha. Toàn nói lại kích thước nha. Thân nó thì hoành của nó thì nó như ngón tay cái. Đó. Cao thì tầm khoảng 35 đến 40 cm. Đó. Tán ngang bên này nè, toàn đo này. Tầm khoảng một gang tay này, hai gang tay này. Đó. Đó, sau này nuôi thằng này lật lật đang xíu nữa thì nó lên thầm nữa. Còn bộ xương của nó anh em mình nhìn này, không? Bộ xương nó này rất là dày nha. Xương dầm rất là ok rồi nha. Tán tay cành đồ toàn đã bẻ ok rồi nha. Đó, về anh em mình chỉ chỉnh sơ bộ lại nữa thôi là đẹp. Đó. Rồi anh em nào chốt thì bóc toàn nha. Toàn xin phép xuống video nha. Chào tạm biệt cả nhà mình nha.